Tổng thống Zelensky rơi vào hoảng loạn vì Kharkov. Ukraine có dấu hiệu rút khỏi Volchansk. Tướng Pháp cảnh báo về quyết định sai lầm của Ukraine. Dụ tin Nga điều Su-57 tham chiến tại Ukraine. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel không phải chư hầu của Mỹ. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế tối được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin sẽ là những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Theo các nguồn tin từ kênh Telegram WinWin, -win, sự tiến công tự tin của quân Nga về hướng Kharkov đã gây chấn động mạnh đến giới chức cấp cao tại Kiev. Đêm qua, Tổng thống Zelensky được cho là đã rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, đe dọa sẽ xử bắn bất kỳ ai đầu hàng các vị trí gần Kharkov và tạo điều kiện cho quân đội Nga tiến vào thành phố. Thông tin này được chia sẻ bởi trang tin tức Nga Sagrad. Theo nguồn tin, bên cạnh sự hoảng loạn trước các bước tiến của Nga, nội bộ quân đội Ukraine cũng đang diễn ra những mâu thuẫn và cáo buộc lẫn nhau giữa các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao. Cụ thể, Giám đốc tình báo Ukraine, ông Kirill Budanov, đã lên tiếng cáo buộc Tổng tư lệnh Alexander Syrsky về thất bại trong chiến dịch quân sự tại khu vực Kharkov. Ông Budanov kêu gọi chính phủ Ukraine tiến hành đánh giá pháp lý đối với hành động của ông Sirsky. Cập nhật tình hình khá Kharkov, Nga kiểm soát hỏa lực 10 ngôi làng trong 4 ngày qua. Theo báo cáo từ chiến trường, thì Volchansk, thành phố quan trọng của Ukraine trong khu vực, có khả năng sẽ bị chiếm trong những ngày tới. Kênh Ridoka đưa tin, lực lượng Ukraine đang rút về vùng ngoại ô phía nam thành phố Volchansk và cố gắng câu giờ trước khi thất bại, trong khi quân đội Nga đang tấn công đồng thời từ ba hướng. Lực lượng Kiev gần như đã buông Volchansk, sau nỗ lực phản kích cuối cùng thất bại và buộc phải rút lui về vùng ngoại ô phía nam thành phố, đến sông Volchia, với hy vọng có đủ thời gian tổ chức phòng thủ ở đó. Ukraine đã mất làng Staritsa và Nga tiếp tục tiến về phía Izibiski và Vavarovka. Theo hướng tấn công này, lực lượng Moscow có kế hoạch chiếm làng Tenove nhằm tước đi cơ hội. Nhằm tước đi cơ hội tấn công Neskutchene của đối phương, từ phía đông Sereda và Zeleny. Thành công của lực lượng Moscow cũng được ghi nhận trong khu vực Lipsy. Ukraine rời bỏ vị trí ở bờ đông hồ chứa Travianske. Tại đây, quân phòng thủ cũng đang cầu giờ, cố gắng tự vệ. Thảm họa của Kiev trên hướng Kharkov càng trở nên trầm trọng hơn do ưu thế hỏa lực liên tục của Nga và tốc độ cơ động cao, cũng như lực lượng dự bị hoàn toàn không có sự phối hợp của Ukraine, gồm nhiều đơn vị khác nhau, dồn về khu vực nóng nhất. Kênh SGS và German đưa tin trên mặt trận Kharkov, sau khi chiếm lĩnh toàn bộ các điểm cao ở phía đông bắc, lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn các tuyến tiếp tế của Ukraine vào Volchansk bằng hỏa lực. Có thể nói, thành phố nhỏ này đã gần như bị bao vây. Chỉ huy Balasov thuộc tiểu đoàn súng trường cơ giới của nhóm phân khu miền Bắc Nga mới đây nói với Ria Novosti rằng pháo binh của lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành các cuộc tấn công lớn vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine và các đơn vị xung kích đang ồ ạt tiến vào khu vực Kharkov. Viên chỉ huy nói, việc chuẩn bị pháo binh được thực hiện trên quy mô lớn. Điều này giúp các nhóm tấn công tiến vào dễ dàng hơn nhiều về mặt nào đó. Nếu không có sự chuẩn bị pháo binh, thì máy bay tấn công sẽ rất khó tiếp cận kẻ thù mới. Họ gặp phải hòa lực dày đặc bắt đầu từ vũ khí nhỏ và kết thúc bằng vũ khí hạng nặng mà kẻ thù có được. Theo ông, việc chuẩn bị tốt cho pháo binh, đánh trúng mục tiêu và phá hủy trang bị hạng nặng của lực lượng vũ trang Ukraine giúp làm giảm tinh thần của kẻ thù và củng cố tinh thần của quân đội Nga và có một mong muốn tiến về phía trước. Trong khi Anh và Pháp đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công mục tiêu trong đất Nga, thì Mỹ chưa thực hiện điều tương tự. Washington bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về những khó khăn của lực lượng vũ trang Ukraine trên hướng Kharkov. Cụ thể, các quan chức Kiev đổ lỗi cho đồng minh chính của họ là Mỹ về những thất bại mới nhất ở trên mặt trận. Ấn phẩm Politico đã viết điều này. Theo các nhà quan chức Ukraine, chính quyền Washington đã ban hành lệnh cấm sử dụng vũ khí Mỹ tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Điều này ngăn cản Kiev đưa ra hành động kịp thời nhằm chặn từ sớm cuộc tấn công của quân đội Nga. Dựa trên tuyên bố của giới chức quân sự và chính trị Ukraine, lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã sẵn sàng hành động khi họ nhìn thấy sự tập trung lực lượng đối phương trên quy mô lớn. Đáng tiếc là các chính trị gia Mỹ do lo ngại leo thang đối đầu với Moscow nên đã cấm họ tấn công những mục tiêu được phát hiện kể trên bằng vũ khí của Mỹ. Theo phía Ukraine, đó là lý do tại sao họ đang rơi vào thế bị động trên chiến trường như hiện nay. Cựu chỉ huy lữ đoàn xe tăng số 7 của quân đội Pháp, tướng Nicolas Richouk mới đây cho biết, cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kharkov đang buộc chỉ huy Ukraine phải điều động các đơn vị từ khu vực Adivka và Bakhmut về bảo vệ Kharkov. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình LCI, tướng Nicolas Richouk nhận định rõ ràng Ukraine đành phải rút quân khỏi các điểm nóng như Bakhmut và Adipka và đưa lên phía Bắc. Việc này làm mặt trận phía Nam yếu đi. Theo viên tướng này, việc điều chuyển các đơn vị Ukraine khỏi vùng Chasovya và Adipka hóa ra lại phù hợp với ý định chiến lược của Bộ Chỉ huy Nga. Ông Richouk phán đoán rằng Nga muốn nhử lực lượng dự bị của quân đội Ukraine ra để tiêu diệt. Trước đó, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Kirin Budanov cho biết tình hình Ukraine đang trở nên nguy cấp. Ông cũng nói rằng Kiev sẽ khó điều chuyển các đơn vị Ukraine đến khu vực Kharkov vì họ đang tập trung ở những vùng khác. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, phát biểu trong một chương trình phát thanh của báo Telegraph về tình hình xung đột ở Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grensap nhấn mạnh việc đưa binh lính Anh hoặc các nước NATO khác tới quốc gia Đông Âu sẽ không có ý nghĩa gì Quan chức này cho rằng hiện có nhiều cách khác để giúp đỡ Kiev, nhưng từ chối tiết lộ thêm các chi tiết về chúng. Ông Sáp lưu ý, anh đã giúp huấn luyện 65.000 binh sĩ Ukraine kể từ năm 2014, với phần lớn trong số họ trải qua các khóa huấn luyện kể từ tháng 2 năm 2022. Theo ông, London có cam kết rất vững chắc về việc hậu thuẫn Kiev. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Anh thừa nhận tình hình ở vùng Kharkov, Đông Bắc Ukraine hiện khá nghiêm trọng đối với các lực lượng Kiev, đồng thời quy trách nhiệm điều đó cho sự thiếu quan tâm của thế giới văn minh. Ông Sharp kêu gọi các nước này hãy noi gương Anh để viện trợ thêm tiền cho Kiev, đảm bảo quân Ukraine có đủ vũ khí, trang thiết bị và huấn luyện cần thiết để đánh bại Nga. Moscow hiện chưa lên tiếng bình luận trước các phát biểu trên của Bộ trưởng Quốc phòng Anh. Trang DefendBlock.com hôm 15 tháng 5 cho biết các lực lượng vũ trang Nga trong 30 ngày qua đã sử dụng các chiến đấu cơ Su-57 để thực hiện việc phóng 6 tên lửa hành trình nhắm vào nhiều mục tiêu ở Ukraine. Được biết, các máy bay Su-57 đó cất cánh từ một căn cứ không quân gần huyện Aktubinsk thuộc tỉnh Astrakhan của Nga. Khi thực hiện nhiệm vụ, Su-57 đều được hai máy bay chiến đấu Su-35 hộ tống. Khi thực hiện những nhiệm vụ mang tính nguy hiểm, các chiến đấu cơ Su-57 sẽ sử dụng loại tên lửa hành trình Ka-69, thứ vũ khí được truyền thông Nga coi là câu trả lời của Moscow dành cho tên lửa Taurus từ Đức và Storm Shadow Scorp từ Anh và Pháp. Ka-69 là loại tên lửa được thiết kế đặc biệt cho Su-57 khi có thể chứa bên trong thân máy bay. Theo những hình ảnh được trang min.in.ua công bố đầu tháng này, quân đội Ukraine đã thu được một quả tên lửa k 69 rơi trong khu rừng nằm ở quận Holy Sipki thuộc Kiev, Ukraine. Hiện phía Nga chưa bình luận về thông tin trên. Các tài khoản mạng xã hội ủng hộ Ukraine ngày 15 tháng 5 đăng video pháo phản lực phóng loạt tự hành BM-21 Grad được triển khai giữa đường, xung quanh là nhiều xe ô tô dân sự đang ùn lại. Biển số vài chiếc xe dừng lại trên đường có mã vùng 31 cho thấy đây là tỉnh biên giới Benゴールot của nga, khu vực giáp tỉnh Kharkov của ukraine. Pháo phản lực nga chắn một phần đường liên tiếp khai hỏa rocket trên không trung, trong lúc dòng xe đứng chờ xung quanh. Một số tài khoản cho biết đây là đòn tấn công nhắm vào tỉnh Kharkov, song không rõ mục tiêu cụ thể mà phía moscow nhắm tới. Một tài khoản bình luận: lực lượng nga tấn công Kharkov, Bangorad từ tuyến đường bộ ở Bengorod trong khi người tham gia giao thông đứng chờ đợi. Trang Axios ngày 15 tháng 5 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nổi nóng trong cuộc họp nội các an ninh ngày 9 tháng 5, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng các cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Rafah ở giải Gaza sẽ vượt qua làn danh đỏ với vấn đề viện trợ từ Washington. Chúng ta không phải nước trư hầu của Mỹ, ông Netanyahu khẳng định như vậy theo ba nguồn thạo tin, bao gồm một phụ tá của Thủ tướng Israel. Phản ứng của ông Netanyahu đã nhấn mạnh thêm những dạn nứt trong quan hệ Mỹ-Israel xoay quanh ý định tấn công Rafah. Trước đó, Tổng thống Biden tuyên bố sẽ tạm dừng chuyển hơn 3.500 loại bom. Các nguồn tin cho biết, ông Netanyahu và Bộ trưởng Chiến lược Israel Ron Dermer đã bất ngờ với quyết định của ông Biden và tuyên bố công khai về làn danh đỏ mà lãnh đạo Nhà Trắng đưa ra. Một quan chức Mỹ cho hay, Washington đã nhiều lần trao đổi kín với ông Netanyahu và ông Demer về lập trường của Mỹ nếu Tel Aviv quyết định đẩy mạnh tấn công Rafah. Song ông Demer, người từng 8 năm làm đại sứ Israel tại Mỹ, cho rằng Tổng thống Biden sẽ không cường quyết với ý định cắt viện trợ cho Tel Aviv. Lãnh đạo quốc tế bày tỏ giận dữ về vụ tấn công Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng như làn sóng bạo lực nhắm vào các chính trị gia. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 15 tháng 5 phát biểu, Tôi rất sốc khi nghe thông tin về vụ tấn công hèn hạ nhằm vào Thủ tướng Slovakia Fico. Bạo lực không thể tồn tại trong chính trị châu Âu. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, chính trị gia châu Âu có lập trường tương đồng với Thủ tướng Fico, cũng bày tỏ giận dữ về vụ tấn công hiểm độc nhằm vào người bạn. Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin đang trên đường sang thăm Trung Quốc đã gửi lời chúc ông Fico sớm bình phục. Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu của Liên minh châu Âu EU, lên án vụ ám sát là đòn tấn công hiểm ác không chỉ nhằm vào cá nhân Thủ tướng Robert Fico mà còn đe dọa thiết chế dân chủ tại châu Âu. Bà Ursula von der Leyen bình luận, những hành động bạo lực này không thể được xã hội dung thứ, không thể tiếp tục làm suy yếu nền dân chủ mà chúng ta quý trọng nhất. Tôi cầu mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với Thủ tướng Fico và gia đình ông. Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi vụ ám sát hụt lãnh đạo Slovakia là hành động bạo lực kinh hoàng Ông cho biết, đại sứ quán Mỹ tại Bratislava đang liên lạc sát sao với chính phủ Slovakia và sẵn sàng hỗ trợ nếu nước sở tại yêu cầu. Hãng tin Reuters ngày 16 tháng 5 đưa tin, Pháp vừa ban bố tình trạng khẩn cấp trên quần đảo New Caledonia thuộc Pháp sau khi ba thanh niên Kanak bản địa và một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng trong cuộc bạo loạn liên quan đến cải cách bầu cử tình trạng khẩn cấp trao cho chính quyền thêm quyền hạn để cấm tụ tập và giới hạn người dân di chuyển tại các quần đảo thuộc Pháp ở Thái Bình Dương. Lực lượng cảnh sát bổ sung thêm 500 sĩ quan vào số 1.800 nhân sự thường có mặt trên đảo. Quyết định này được đưa ra sau khi những kẻ bạo loạn đốt phá xe cộ, cơ sở kinh doanh và cướp phá các cửa hàng. Các trường học đã đóng cửa và có lệnh giới nghiêm ở khu vực trung tâm. Bạo loạn nổ ra vì một dự luật mới được các nhà lập pháp ở Paris thông qua hôm 14 tháng 5 cho phép cư dân Pháp đã sống ở New Caledonia 10 năm trước được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp tỉnh. Một động thái mà một số nhà lãnh đạo địa phương lo ngại sẽ làm loãng cuộc bỏ phiếu của người cả nắc. Cải cách bầu cử là điểm nóng mới nhất trong cuộc tranh cãi kéo dài hàng thập niên về vai trò của Pháp tại hòn đảo giàu khoáng sản nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương, cách Australia khoảng 1.500 km về phía đông. Pháp sáp nhập hòn đảo vào năm 1853 và trao cho quần đảo này quy chế lãnh thổ hải ngoại vào năm 1946. Từ lâu, hòn đảo này đã chứng kiến các phong trào ủng hộ độc lập. Chính phủ Anh đã kích hoạt các biện pháp khẩn cấp để thả một số tội phạm ra khỏi nhà tù trước thời hạn kết thúc bản án và trì hoãn việc bắt đầu một số phiên tòa nhằm ngăn chặn tình trạng quá tải trong nhà tù. Số lượng tù nhân bị giam giữ ở Anh và xứ Wales đã tăng gấp đôi trong 30 năm qua do bản án hình sự dài hơn và cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với tội bạo lực và ma túy. Một người phát ngôn của thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết, việc thả tự do sớm sẽ chỉ áp dụng cho những tù nhân nhất định và họ sẽ bị giám sát chặt chẽ sau khi được thả ra, sử dụng thẻ điện tử. Các tù nhân bị kết tội khủng bố, tội phạm tình dục hoặc bạo lực nghiêm trọng sẽ không được thả. Ngoài ra, quản lý của các nhà tù sẽ có quyền ngăn chặn thả tự do cho một số người. Người phát ngôn trên nhấn mạnh Biện pháp của anh nhằm giảm bớt áp lực đối với các nhà tù và đây là kế hoạch tạm thời. Biện pháp này đã vấp phải tranh cãi. Lãnh đạo công đảng đối lập Keir Starmer cáo buộc chính quyền Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã cấp thẻ ra tù miễn phí cho tội phạm và thắc mắc rằng những người bị kết án bạo hành trong gia đình có được thả tự do trước thời hạn hay không. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.